hai quan chức cấp cao của tỉnh Yên Bái vừa bị bắn nhiều phát và đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Thủ phạm là một giới chức của chi cục kiểm lâm cũng đã tự sát. Báo chí Việt Nam ngày hôm nay đồng loạt đưa tin về vụ nổ súng được cho là hiếm xảy ra tại Việt Nam. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày hôm nay, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cho báo giới Việt Nam biết, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã đến phòng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và bắn ông này bằng súng quân dụng. Sau đó, thủ phạm đã sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái và bắn ông này trước khi tự sát. Vụ việc xảy ra ngay trước giờ khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tuy nhiên, một vài tờ báo đăng tải tin này đầu tiên cho biết vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại buổi họp. Nhưng sau đó, các bài viết này đã bị rút xuống trước khi có buổi họp báo chính thức. Tờ Tuổi Trẻ cho hay, chính phủ Việt Nam đã huy động các bác sĩ giỏi nhất của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức lên Yên Bái để cứu chữa cho hai lãnh đạo của tỉnh. Nhưng tất cả nạn nhân và thủ phạm của vụ nổ súng đều tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. VOA Việt ngữ đã cố gắng liên lạc với các giới chức có liên quan để xác định thông tin, nhưng hầu hết đều tắt máy. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, cho VOA Việt ngữ biết một cách vắn tắt. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự và quan sát tình hình Việt Nam nói, đây là một sự cố vô cùng nghiêm trọng, có thể cho thấy một sự mâu thuẫn nội bộ đến mức không thể giải quyết. Ông nói. Đúng giải quyết mà có lẽ có dễ giải quyết nhất. Đây là một sự mâu thuẫn ở trong nội bộ các cái phe phái của chính địa phương đấy. Vì ông Kiểm Lâm được cho là con của ông Bí thư Yên Bái cũ, thế thì rất có thể tức là gì là phe mới phe cũ rồi mâu thuẫn với nhau dẫn đến cái chuyện mà phải xử nhau một cách nhất, tức là tai họa như thế này. Nếu mà cứ giả thuyết đây là đúng, thì đây là một cái dấu hiệu rất đáng lo ngại đối với chính quyền, bởi vì nó bộc lộ một cái sự đấu đá, sự mâu thuẫn nội bộ đến mức mà không thể giải quyết được bằng những cái phương tiện là mưu mẹo hoặc là thậm chí là mưu mô. Như trước đây vẫn từng xử lý mà bây giờ phải dùng đến một cái biện pháp rất là tàn bạo. Ông Nguyễn Quang A cho rằng cũng có thể có giả thuyết về mâu thuẫn cá nhân, nhưng theo ông, giả thuyết này không có sức thuyết phục cao vì không có lý do mâu thuẫn cá nhân nào có thể dẫn đến việc trừ khử đến tận hai người. Trả lời với báo giới Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, ông Đỗ Minh Cường thường ngày là một người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vấn đề gì trong đối nhân xử thế và được xem là một người điều độ và hiền lành. Giới chức Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái được Tuổi Trẻ trích lời cho biết thêm rằng tỉnh có chủ trương sáp nhập chi cục kiểm lâm với một đơn vị khác nhưng chưa có quyết định cụ thể và lãnh đạo tỉnh đã gặp ông Đỗ Cường Minh để làm công tác tư tưởng. Bà Trà khẳng định nguyên nhân vụ nổ súng không phải xuất phát từ công tác nội bộ. Ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho báo giới Việt Nam biết cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án do thủ phạm Đỗ Cường Minh đã chết. Việc nổ súng đã gây rúng động công luận. Truyền thông quốc tế cho đây là một vụ việc hiếm hoi xảy ra tại Việt Nam khi việc sở hữu súng cá nhân hoàn toàn bị cấm. Khẩu súng K-59 được sử dụng trong vụ bắn người được ông Đặng Trần Chiêu xác nhận là súng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cho địa bàn Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc có mặt tại Yên Bái sau khi vụ nổ súng xảy ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói vụ nổ súng có tính chất nghiêm trọng từ trước tới nay và yêu cầu các cấp chính quyền phải bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất để giữ cho các hoạt động quản lý điều hành của đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh được diễn ra bình thường. Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu Bộ Công an phải tức tốc điều tra và đưa ra kết luận về vụ nổ súng.
ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan công an và quốc phòng tại tỉnh Yên Bái phải tăng cường an ninh để không xảy ra tình huống xấu.